sạc rồi. Ồ, nguyên cái khúc này bị sạc lở luôn nè. Đó, các bạn thấy cái sự mà sạc lở nó cũng ghê lắm á. Rất là sâu luôn. Đây. Nguy hiểm quá ha. Sâu ấy luôn. Sạc thì đi xuống tới dưới luôn. Wow. Sấm sét. Sấm chớp quá rồi. Vừa có sấm chớp một cái. Quéo luôn. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh BB Cùng Đi. Đoạn đường tiếp theo trên chuyến hành trình xuyên Việt, tụi mình sẽ đi từ Đà Nẵng đến Huế. Đường đi sẽ đi qua đèo Hải Vân, một con đèo được tờ Guardian của Anh bầu chọn vào top 10 cung đường ven biển đẹp nhất thế giới, từng được vua Lê Thánh Tông phong tặng là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Vậy cung đường này có gì đặc biệt mà lại được đặt cho những mỹ danh như vậy? Mời mọi người cùng đi với tụi mình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của đèo Hải Vân nhé. Tụi mình xuất phát từ chợ Côn, đi men theo bờ biển Nguyễn Tất Thành để đi ra hướng quốc lộ 1A đến cầu Nam Ô. Sau đó tiếp tục đi thẳng theo đường biển Văn Cừ lên đèo Hải Vân. Qua khỏi đèo Hải Vân sẽ đến Vịnh Lăng Cô. Tụi mình tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 1A qua hầm Phú Gia và hầm Phước Tượng để đi đến sân bay quốc tế Phú Bài. Từ đó sẽ di chuyển thêm khoảng 17km nữa để đi đến Phu Văn Lâu nằm trong thành phố Huế. Tụi mình đang chạy ngang qua cầu Nam Ô, là chiếc cầu bắc ngang qua sông Cu Đê, nó liền tuyến đường sắt Bắc Nam khi mà lưu thông qua địa phận thành phố Đà Nẵng. Cầu Nam Ô được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 19. Chiếc cầu này đã từng bị phá sập bởi chiến tranh, sau đó thì được trùng tu và xây dựng lại và trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng và cũng là một địa điểm để check-in khi đi du lịch Đà Nẵng đó mọi người. Đường ở đây thì rộng rãi và láng nữa, chạy khá là im. Tụi mình đã đi tới cầu Liên Chiểu, hay còn gọi là cầu Trắng, dài 51m, nằm trên quốc lộ 1A, bắc qua sông Liên Chiểu, hay còn gọi là sông Kim Liên. Vậy là mình đã tới chân đèo Hải Vân rồi, đoạn đường tiếp theo nhìn cũng khá thú vị đó nha mọi người. Đến đây thì đã ra khỏi địa phận thành phố Đà Nẵng. Nhìn hàng xe nối dài này thì mình nghĩ chắc là ở trên đó đang có sạt lở hay sao á. Những chiếc xe này thì chở cát đá đồ để mà đi phá đường á. Wow, mới lên khúc đầu thôi mà thấy đẹp rồi đó nha mọi người. Con đường thì quanh co, cây cối thì xanh tươi. Hôm nay được cái lịch trời nắng đẹp nữa. Nhìn màu xanh của cây đẹp lắm. Bắt đầu thấy dốc rồi đó. Mà có nhiều đoạn cua nữa. Chạy những con đường đèo như thế này thì mình hay gặp cái bảng là đường cứu nạn, còn có tên gọi khác nhau như là đường lánh nạn hay là hốc cứu nạn. Là một cái đoạn đường thiết kế và thi công trên đường đèo dốc nhằm để giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe mất kiểm soát có thể dừng lại khi xuống dốc. Trong trường hợp này, xe mất kiểm soát có thể rời khỏi đường chính và vào đường cứu nạn, dùng lại để sửa chữa. Đường được cứu nạn thường được thiết kế rẽ nhánh so với đường chính, làm dốc ngược cộng thêm mặt đường nhiều cát sỏi, từ đó giúp xe giảm tốc độ nhanh hơn. Đây được xem là một trong những giải pháp hạn chế hại về người và của với xe bị mất phanh khi lưu thông trên các đoạn đường đèo dốc. Đó cũng là một công dụng chính của đường cứu nạn. Còn ở Việt Nam mình thấy được cứu nạn còn có thêm một công dụng nữa mà ít ai ngờ tới. Các bạn biết là công dụng gì không? Đó là đường dùng để chụp ảnh hay là đường dùng camping đó mọi người. Với những người mà am hiểu về luật và biển báo giao thông á, thì có lẽ chỉ cần nhìn qua những cái bức ảnh này chắc chắn sẽ thấy lạnh gái luôn đó. Với những cái kiểu mà dừng đổ xe như thế này nha. Mình thì nghe người dân ở đây nói là khoảng 4 giờ chiều tại đèo Hải Vân hầu hết các đường cứu nạn đều được các gia đình bày đồ ra liên hoan, nghỉ chân, vệ sinh các kiểu. Hành vi này nguy hiểm lắm nha, mà chưa có chế tài xử phạt nào á. Chỉ có trường hợp mà dừng đổ xe trên đường lánh nạn mà trước đó có cái biển cấm dừng và đổ xe thì mới bị xử phạt. Thì mình tìm hiểu thì phạt khoảng 800 đến 1 triệu lần đó. Nhưng mà quan trọng nhất là mình bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Chứ mà mọi người đi,
nếu lỡ có một chiếc xe, xe tải hay là xe container, hoặc là bất cứ xe nào cũng vậy, hoặc là xe ô tô, lỡ mà mất thắng khi mà lao vào như vậy thì tức là vận tốc rất là cao, thì các bạn nghĩ là hậu quả thế cỡ nào? Mọi người nên cẩn thận kiếm những cái điểm check-in nào an toàn, đậu xe và quan sát cho thật kỹ để mà mình có thể check-in, mình có thể chụp hình để mình nghỉ chân lại cách an toàn và mình có một cái chuyến du lịch thoải mái hơn. Đoạn đèo này khá là ít nhà dân và điểm dừng chân. Thành theo kinh nghiệm của mình á, thì nếu mà đi bằng xe hơi thì mọi người nên kiểm tra xe trước khi đi về áp suất lốp, về nước máy, nước làm mát, và nên đem theo một bộ dụng cụ bơm vá lốp để phòng hờ trường hợp bị lủng bánh xe trên đèo. Còn nếu mà đi xe máy á, thì mọi người cũng nên kiểm tra bình xăng trước, được thì nên đem theo một bình xăng nhỏ để mà dự trữ. Đi trên đoạn đường này thì mình bắt gặp rất là nhiều khách du lịch trong ngoài nước đi phượt bằng xe máy, vì ở đây có rất là nhiều điểm để check-in mà phải đi vào con đường nhỏ hoặc là đôi khi phải bỏ xe máy để mà đi sâu và hơn đi bộ luôn để mà đến được cái điểm tham quan ở đó. Phía trước là cây thông Cô Đơn, một điểm check-in khá nổi tiếng trên đèo Hải Vân. Có rất là nhiều du khách trẻ dừng lại ở đây để tham quan và chụp ảnh. Những đoạn này thì mình phải chạy chậm và quan sát thật là kỹ, vì có những tình huống mà do mải mê chụp ảnh mà không để ý đến xe cộ xung quanh nên dễ xảy ra những cái tình huống nguy hiểm lắm. Ở đây thì có những quán nước nằm ven đường mà không có chỗ đậu xe, những chiếc xe hơi thường sẽ đậu ra ở ngoài lề đường luôn. Thì đường ở đây như bạn thấy chỉ có hai làn khá là hẹp, nên là đi những cái đoạn này thì các bạn nên chạy chậm lại, quan sát để mà đi cho nó an toàn nha. Trên đèo Hải Vân thì không có nhiều điểm để mà dừng lại ngắm cảnh, giống như là mình đi quen những con đường ven biển Ninh Thuận hay là con đường ven biển ở Phú Yên, thì họ làm rất là nhiều chỗ rộng ở ngoài mấy vực hướng ra biển để mà mình có thể vào đó đậu xe, ngắm cảnh, chụp ảnh rất là an toàn. Khi đi đoạn đèo này thì bạn cũng không khó bắt gặp những chiếc xe bồn hay xe container hoặc là xe tải chạy leo dốc rất là chậm. Khi gặp những phương tiện này thì nếu mà muốn vượt qua thì các bạn hãy canh cái đoạn đường mà có vạch vàng mà đứt quãng và không có bảng cấm vượt, và thêm vào đó là phải quan sát thật kỹ phía trước vẫn phía sau để có thể vượt qua an toàn. Phía trước mình thấy có một cái đoạn sạt lở khá lớn, từ xa thôi mình đã thấy rồi. Việc sạt lở xảy ra trên đèo Hải Vân cũng không phải là hiếm, nhất là vào mùa mưa. Cái sức mạnh của tự nhiên đúng là đáng sợ hơn mọi người. Theo sử sách ghi lại thì năm 1470, vua Lê Thánh Tông thân chinh mang quân đi đánh Chăm Pa, thì tới đèo Hải Vân ấn tượng chứng cảnh quan hùng vĩ, nhà vua đã cảm tác làm thơ và gọi nơi này là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Vào thời triều Nguyễn, con đường đèo này cực kỳ hiểm trở, lại có nhiều thú dữ và kẻ cướp, nên rất là ít người dám qua lại. Vì thế, việc giao thương giữa hai miền Nam Bắc vào thời đó gặp rất là nhiều trở ngại. Đèo Hải Vân cắt ngang qua dãy núi Bạch Mã, dài khoảng 20 cây số. Bạn có biết đèo Hải Vân ở đâu nguy hiểm nhất không? Thì có cái đáp án, đó chính là góc cua chữ U Tử Thần, khiến mọi phật thủ phải kiêng dè. Và lưu lượng xe tải ở đây rất là nhiều, là góc cua cực gắt, nên các bạn phải hết sức cẩn thận khi qua đây. Và thêm nữa, nơi đây lại rất là nổi tiếng đối với các bạn trẻ để mà check in, chụp hình, sống ảo và thử độ liều của mình nữa. Có rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở khúc cua này do sự chủ quan và liều lĩnh của các bạn trẻ.
Ở đỉnh đèo thì vẫn còn lưu giữ dấu tích của một cửa ải. Cửa ải có tên là Hải Vân Quan, nằm treo leo trên núi. Hải Vân Quan được xây dựng từ thời Trần và có diện mạo như ngày nay nhờ được trùng tu vào thời Nguyễn, năm Minh Mạng thứ 7, 1826. Đang đi được một đoạn á, thì thấy nó sạt lở cho nên là dừng lại chứ không có đi tiếp được nữa. Sợ là mưa tới á, rồi đá ở trên cái núi này nó bị sạt lở xuống á. Đây, đằng đây cũng có một cái khúc sạt lở đây để cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy cái sự mà sạt lở nó cũng ghê lắm á. Khi mà đi vào những cái đoạn đèo núi như vậy nè, gặp những cái đoạn này thì mình cũng hạn chế đi lắm. Đây, cái này là lở ở ngay khúc này đi xuống dưới rất là sâu luôn. Đây, nguy hiểm quá ha. Sâu ấy luôn, sạc thì đi xuống tới dưới luôn. Wow, sấm sét.
chớp quá rồi. Vừa có sấm chớp một cái. Quéo luôn. Đang mưa đằng đó đó, tự nhiên sấm cho một cái. Tụi mình hết hồn luôn. Đây là khu vực nó đang sạt lở đây. Thôi tụi mình tranh thủ giọt đây. Nguy hiểm quá. Ở trên núi mà không nên, không là đã lâu trên này ở thời tiết như vậy. Ồ, đằng trước đang mưa. Chỗ mình đứng đây thì chưa có mưa. Đây là một bên nắng bên mưa nè các bạn. Mưa trên đỉnh Hải Vân đây. Ở dưới kia là con cung đường sắt. Cái đò, cái tàu đường sắt nó đi đó. Bạn thấy không? Đó. Khi mà đi đường tàu thì mình sẽ thấy được cái khung cảnh ở phía dưới. Mình đi sẽ đi cặp đường biển. Hiện tại trời thì đang có mưa ở khối khúc đằng xa kia kìa. Tụi mình đang bị mắc mưa ở trên đèo Hải Vân. Ở trên đây lúc mưa là sấm chớp cũng rất là dữ nha. Ngồi trong xe hơi người ta cảm giác không an toàn, không được tinh thần nào. Nhưng mà chắc cũng phải tranh thủ chạy ra khỏi đây để thôi, lỡ có sạt lở gì cũng nguy hiểm. Đó, như các bạn thấy ngoài kia núi, lúc mưa là sấm chớp cũng đục đục luôn đó. Bãi Chuối là một bãi biển ở phía bắc đèo Hải Vân, nằm trên vịnh Lăng Cô, giữa Đà Nẵng và Huế. Vì vậy, nhiều người vẫn hay gọi với nhiều cái tên khác nhau như là bãi Chuối Đà Nẵng, bãi Chuối Hải Vân hay là bãi Chuối Huế, là bãi tắm chưa chịu nhiều sự tác động của con người. Tại sao được như vậy? Tại vì quãng đường đi tới bãi tắm này như bạn thấy đó, khó lắm. Đi giờ hẹp mà dễ bị sạt lở nữa. Nếu mà tay lái không vững nha, đi rất là nguy hiểm. Từ bản chỉ dẫn, các bạn tiếp tục đi thêm 5 cây số nữa rồi để xe ở khu vực nhà dân. Sau khi để xe ở đó thì bạn sẽ đi theo đường 1 để ra được tuyến đường ray tàu hỏa. Kế đó thì bạn sẽ tiếp tục men theo đường ray sẽ gặp một cái đường mòn dẫn ra bãi Chuối. Thì tổng hành trình di chuyển tầm khoảng 7 cây, nhưng mà đường sẽ nhỏ và khó đi. Các bạn sẽ tốn tầm khoảng 1 giờ đồng hồ mới có thể ra được bãi Chuối. Nếu đi theo đường mòn này thì các bạn cần chuẩn bị các loại thức ăn nhẹ, đồ uống, mang giày dép để phù hợp cho việc leo núi. Khi xuống tới bãi Chuối thì các bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ ở đây, thì có thể cắm trại qua đêm và check in sắm hồ ảo. Trời đang nóng mà có một cái mưa xuống, mưa cũng không có lớn lắm, thành ra hơi đất bốc lên nhiều như là sương luôn vậy đó. Đoạn này cũng là một cái khúc cua khá là nổi tiếng trên đèo Hải Vân, còn có tên là cua tay áo. Khi mà đi tới những cái đoạn này đang xuống dốc thì mình để xe số thấp thôi, tầm khoảng số 2, hoặc là nếu mà thấp quá, nếu mà xe trôi nhanh quá thì phải về số 1 thôi. Những đoạn cua này á thì các bạn phải quan sát kỹ, thì cũng nhiều xe to, container gì đó, khi mà đi lên á nó sẽ choáng qua cái phần đường mình rất là nhiều. Bên tay phải có một bảng chỉ dẫn, nếu đi thẳng sẽ tới thành phố Huế. Còn mà bên tay trái cách 300m là hầm Thông Gió. Thì hầm Thông Gió này mình nghĩ chắc là dùng cho hầm Hải Vân, vì hầm Hải Vân nằm sâu trong lòng núi. Mà tác dụng của nó thì dùng để trao đổi, lưu thông không khí giữa bên trong hầm và bên ngoài. Chúng giúp tạo ra sự điều tiết không khí trở nên thông thoát, cung cấp oxy và giảm tải khí CO2 được thải ra từ các phương tiện giao thông. Hầm thì cũng thường bị ảnh hưởng bởi nền đất gây nên sự ẩm thấp. Từ đó, nếu không có không khí thông thoáng, rất là dễ sinh nấm mốc và khiến môi trường bên trong hầm bí bách, ngột ngạt. Và bầu không khí này có khả năng nguy cơ gây hại tới sức khỏe của con người. Đoạn đường này có rất là nhiều biển báo cấm vượt, biển báo đá lở và biển báo những cái khúc cua ngoèo nguy hiểm nữa. Và trời mưa, đường rất là dễ trơn trượt, ra mình đi với tốc độ chậm thôi, vừa để cho an toàn và vừa để ngắm được khung cảnh tuyệt đẹp ở đây nữa. Hôm nay thật là may mắn khi trên chuyến đi này
tụi mình đã thấy được hai hình thái thời tiết rất là riêng biệt, một bên nắng một bên mưa mà cùng trên một con đèo. Năm 1902 cho tới năm 1906 thì thực dân Pháp có xây dựng tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân, chạy quanh co theo sườn núi qua 6 hầm chui và 18 cầu. Tuyến đường sắt đó ngày nay vẫn còn tồn tại. Và đi tàu vượt đèo Hải Vân là một trong trải nghiệm khó quên mà nhiều du khách khi được ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của nơi này đều có ấn tượng và luôn nhớ mãi. Tụi mình sắp đến Vịnh Lăng Cô rồi. Vịnh Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vịnh có chiều dài hơn 42 km, nằm cách thành phố Huế hơn 60 km, là một vịnh biển gần như nguyên sơ, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Ở đây là một trong những thắng cảnh địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế và được vua Khải Định xem là chốn bồng lai tiên cảnh. Có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò nên được gọi là làng cò, sau đó thì được người dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô. Gọi là bãi biển Lăng Cô hay là vịnh biển Lăng Cô thì đều có nét riêng của nó. Ở đây thì trong vịnh lại có biển, một bên là đèo Hải Vân, một bên là đèo Phú Gia. Lăng Cô hiện lên là một dải cồn cát chạy dài. Nhìn xa thì thấy đẹp đó, mà nhìn gần không biết có đẹp hay không. Tụi mình sẽ đi xuống dưới đó và để kiếm cái đường để đi vào xem bên trong có ngắm được vịnh ở gần hơn hay không. Mình leo đèo á là thấy nhìn ở từ trên đèo nhìn xuống á là thấy cái Lăng Cô rất là đẹp. Ở giữa nó có nguyên một cái bãi đất mà có cái nguyên con làng giống như là một cái đảo nhỏ vậy đó. Xung quanh á là bao xung quanh là biển. Rồi có hai cây cầu bắc ngang qua nữa. Đây cây cầu đi qua Lăng Cô đây. Trên đoạn này thì các bạn sẽ bắt gặp những cái chỗ mà để nước phun tự do luôn vậy đó, có để tên là nước muôi hoặc là tắm heo. Nước muôi ở đây là một thùng nhỏ trên nóc xe, khi qua đèo dốc thì lái xe sẽ xả nước xuống để làm mát động cơ và lốp. Lái xe có thể tự đổ nước lên thùng nhưng rất là vất vả. Các chỗ đổ nước muôi thường có một bể nước cộng một đoạn ống để đổ nước vào thùng chứa cho xe. Nước muôi thì các mình được biết thì họ sẽ lấy nước từ trên núi xuống. Còn tắm heo là do bởi đàn heo được chở từ miền Nam ra Bắc đi một chặng đường dài nên heo khát nước và mệt mỏi, cần có nước để cho heo có thể tiếp tục di chuyển. Nếu ai từng qua cung đường nối giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế chắc sẽ lại nhớ câu thơ một đèo lại một đèo. Ba con đèo ấy, nếu không kể đến đèo Hải Vân với danh hiệu đệ nhất hồng quang, đèo Phú Gia thì thấp đến mức không hẳn gọi là đèo, thì còn một đèo nữa từng nổi tiếng là điểm đen nguy hiểm của những tài xế lái xe đường dài, cũng là khúc đèo đầy lãng mạn với hương dầu tràm vương theo tay người lái xe và phong cảnh nên thơ nếu vượt đèo theo hướng từ Nam ra Bắc, đó là đèo Phước Tượng. Đèo Phước Tượng và đèo Phú Gia trên quốc lộ 1A, đoạn tiếp giáp giữa hai xã Lộc Trì phía bắc của đèo và xã Lộc Thủy phía nam của đèo, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tụi mình gần đến Huế thì trời cũng gần tối luôn rồi. Mọi người xem hoàng hôn đẹp chưa kìa.
nhìn đám mây xa xa kia như giống như một chú chim khổng lồ đang bay về tổ lúc chiều muộn vậy. Nhắc đến Huế thì mọi người thường liên tưởng đến cố đô xưa với những kiến trúc đã hàng trăm năm tuổi, những di sản văn hóa thế giới, miền đất của sự hiền hòa, yên tĩnh và không vướng chút xô bồ của cuộc sống. Vậy thì đến buổi tối ở Huế có gì chơi không? Có sự náo nhiệt nào như ở Đà Nẵng hay không? Hay phải lên giường đi ngủ sớm? Mình cũng đang thắc mắc đây. Mời mọi người đón xem video tiếp theo của tụi mình để tìm hiểu xem buổi tối ở Huế sẽ như thế nào, có nên đi chơi vào buổi tối hay không. Cảm ơn mọi người đã xem hết đoạn clip này. Nếu thấy hay, mọi người đừng tiếc like, bình luận, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để biết thêm nhiều kinh nghiệm về du lịch bạn nhé.